2012 đã thể hiện sự vượt trội của mình so với các đối thủ còn lại. Và đây là kết quả sau 2 ngày thi đấu của giải Taekwondo Quân sự Thế giới lần thứ 21. Ngày mai, giải tiếp tục diễn ra nội dung đối kháng ở các hạng cân nam từ 68 đến 87kg, nữ từ dưới 57kg đến 73kg. Ngày thi đấu thứ 3 này hứa hẹn có nhiều trận đấu hấp dẫn với sự góp mặt của vận động viên Maxime Bokvin, hạng cân dưới 74kg của đoàn Canada, từng đoạt huy chương vàng tại Olympic và giải Mỹ mở rộng. Vận động viên đáng chú ý thứ hai là Lee Sang-jung, thi đấu ở hạng cân trên 84kg của Hàn Quốc với thành tích 4 huy chương vàng giải vô địch quốc gia. Gần 300 vận động viên quân sự hàng đầu thế giới đến từ 30 quốc gia và vùng lãnh thổ. Những màn tranh tài hấp dẫn, những pha võ thuật đỉnh cao, tất cả sẽ có trong giải Taekwondo Quân sự Thế giới 21, lần đầu tiên tổ chức tại Việt Nam, sự kiện thể thao lớn nhất của quân đội từ trước tới nay. Tóc nhiều khi cứ khô, sờ, rồi rú tùng tứ phía hết cả lên. Dòng Dove liệu pháp tinh dầu dưỡng với hệ tinh dầu dưỡng Nutrioil tăng cường dưỡng chất cho tóc mượt mà và óng ả. Tóc dễ và nếp hơn rất nhiều, cứ tung bồng lên ý. Mình là cô gái của Dove. Màu da toàn thân khó mà trắng như da mặt. Sữa dưỡng trắng da Vaseline Healthy White với vitamin B3 và màng chống nắng 3 tác động giúp da toàn thân trắng hơn và rạng rỡ như da mặt. Da trắng hơn chỉ trong 2 tuần. Hôm nay, giải Taekwondo Quân sự Thế giới lần thứ 21 đã diễn ra 6 nội dung thi đấu đối kháng ở các hạng cân nữ dưới 57kg, nữ dưới 62kg, nam dưới 68kg, nữ dưới 73kg, nam dưới 74kg và nam dưới 87kg. Theo đánh giá của giới chuyên môn, những nội dung này đa phần có sự góp mặt của những vận động viên sáng giá, từng nhiều lần vô địch quốc gia cũng như thế giới. Giải đã bước qua ngày thi đấu thứ 3 với sự định hình rõ rệt thực lực của các đoàn tham dự. Đoàn Trung Quốc vẫn duy trì được phong độ nhất toàn đoàn và trong ngày thi đấu hôm nay, các hạng cân lại tiếp tục củng cố vị thế của mình. Các vận động viên tham dự trong ngày thi đấu hôm nay đều đã từng vô địch thế giới hoặc vô địch quốc gia nên có rất nhiều kinh nghiệm. Đặc biệt, các đoàn đã biết tuyển chọn những cầu thủ tốt tham gia vào quân đội, do đó chất lượng thật tuyệt vời. Cũng trong ngày thi đấu hôm nay, hai đại diện mới nổi lên là Venezuela và Đạo Ship đã được hội đồng chuyên môn đánh giá cao. Venezuela tham gia cả 6 nội dung ở các hạng cân trong ngày thi đấu hôm nay. Nổi bật là vận động viên Edgar Contreras, hạng cân dưới 68kg. Trong trận đấu với vận động viên người Mỹ, Edgar Contreras đã thể hiện sự vượt trội của mình bằng nhiều cú đá trúng mặt ăn 3 điểm, điểm số tuyệt đối. Đạo Ship mặc dù chỉ có 2 hạng cân tham gia trong ngày thi đấu hôm nay, nhưng một trong số đó bước tiếp vào vòng trong với chất lượng thi đấu được đánh giá cao. Như tôi đã nói, sở dĩ Venezuela nổi lên tại giải lần này là bởi họ là một trong những đại diện biết tuyển chọn những hạt giống Taekwondo tốt nhất vào quân đội. Hiện tại họ có cả một đội ngũ với chuyên môn rất đồng đều ở tất cả các nội dung. Còn đối với Đạo Ship, họ là đoàn đã từng tham gia vào rất nhiều giải của CISM, nên họ có kinh nghiệm, đặc biệt là vị huấn luyện viên giàu kinh nghiệm chuyên nghiệp. Tóc nhiều khi cứ khô, sờ, rồi rú tùng tứ phía hết cả lên. Dòng Dove liệu pháp tinh dầu dưỡng với hệ tinh dầu dưỡng Nutrioil tăng cường dưỡng chất cho tóc mượt mà và óng ả. Tóc dễ và nếp hơn rất nhiều, cứ tung bồng lên ý. Mình là cô gái của Dove.
Dove hay sữa, sản phẩm nào nuôi dưỡng làn da tốt hơn khi tắm? Sữa tắm Dove hoàn toàn mới, đột phá với phát minh Nutri Moisture, giúp nuôi dưỡng làn da từ sâu bên trong, khiến làn da càng mịn tràn đầy sức sống, nuôi dưỡng làn da và dưỡng ẩm tốt hơn cả sữa. Sữa tắm Dove mới. Đoàn Việt Nam trong ngày thi đấu hôm nay cũng tham gia đầy đủ các hạng cân. Tuy nhiên, trước các đối thủ có đẳng cấp thế giới hoặc vượt trội hơn về thể lực, các vận động viên của chúng ta bị các đối thủ lấn lướt mặc dù thi đấu khá quyết liệt. Đáng chú ý nhất là gương mặt vận động viên Nguyễn Thanh Thảo, hạng cân 62kg, đã so kè từng điểm với Alexandra của Ba Lan. Và ở những giây cuối cùng của trận đấu, Thanh Thảo vượt lên dẫn trước đối thủ với tỷ số 9-8, qua đó đặt chân vào bán kết. Các vận động viên Việt Nam thi đấu rất kiên cường. Trong hai ngày đầu tiên, họ đã giành được nhiều huy chương bởi lợi thế sân nhà cũng như sự cổ vũ nhiệt tình của cổ động viên. Lần đầu tiên tham gia vào đấu trường Taekwondo quân sự thế giới như vậy là rất tuyệt vời. Bên cạnh thành công về chất lượng chuyên môn của giải Taekwondo quân sự thế giới lần thứ 21, công tác tổ chức của chủ nhà Việt Nam cũng được bạn bè quốc tế đánh giá cao. Tôi đánh giá cao việc tổ chức giải của chủ nhà Việt Nam năm nay. Cụ thể là công tác điều hành giải có thể được xem là quy mô tốt nhất trong lịch sử CISM từ trước đến nay. Quý vị đừng bỏ qua những thông tin về giải Taekwondo quân sự thế giới lần thứ 21 trong phóng sự đồng hành vào ngày mai với những trận đấu hết sức kịch tính ở các hạng cân: nam dưới 80kg, nữ dưới 73kg, nam dưới 87kg và nữ dưới 67kg. Gần 300 vận động viên quân sự hàng đầu thế giới đến từ 30 quốc gia và vùng lãnh thổ. Những màn tranh tài hấp dẫn, những pha võ thuật đỉnh cao, tất cả sẽ có trong giải Taekwondo quân sự thế giới 21, lần đầu tiên tổ chức tại Việt Nam, sự kiện thể thao lớn nhất của quân đội từ trước tới nay. Tóc nhiều khi cứ khô, sờ, rủ rú tùng tứ phía hết cả lên. Dòng Dove liệu pháp tinh dầu dưỡng với hệ tinh dầu dưỡng Nutrioil tăng cường dưỡng chất cho tóc mượt mà và óng ả. Tóc dễ và nếp hơn rất nhiều, cứ tung bồng lên ý. Mình là cô gái của Dove. Màu da toàn thân khó mà trắng như da mặt. Sữa dưỡng trắng da Vaseline Healthy White với vitamin B3 và màng chống nắng 3 tác động giúp da toàn thân trắng hơn và rạng rỡ như da mặt. Da trắng hơn chỉ trong 2 tuần. Trong ngày thi đấu cuối cùng hôm nay, các vận động viên tham dự giải Taekwondo quân sự thế giới lần thứ 21 tranh tài ở 4 hạng cân: nam dưới 87kg và dưới 80kg, nữ dưới 73kg và dưới 63kg. Đây là cơ hội cuối cùng cho các đoàn mạnh như Hàn Quốc, Trung Quốc, Iran, Brazil tiếp tục tìm vàng ở giải năm nay. Ngay trong buổi sáng, các đoàn trên đã có sự so kè nhau về mặt thành tích tại vòng đấu loại ở các hạng cân dành cho nam. Ở hạng cân dưới 87kg nam, vận động viên Ko Jia Sung của Hàn Quốc đã áp đảo đại diện của đoàn Kuwait ngay từ đầu. Bằng những cú ra đòn chớp nhoáng, Ko Jia Sung đã nhanh chóng vượt lên dẫn điểm và giành chiến thắng với kết quả đầy thuyết phục 13-2. Sau 3 ngày thành công với 6 huy chương vàng, 1 huy chương bạc và 2 huy chương đồng, đoàn Trung Quốc cũng cho thấy sự quyết tâm của họ trong ngày thi đấu cuối này. Trong trận đấu loại hạng cân dưới 87kg của nam, vận động viên Wang Xinwei của Trung Quốc đã luôn vượt lên dẫn điểm trước Mahmoud Hamdi của Qatar. Sự linh hoạt và quyết đoán trong những cú ra đòn đã giúp Xinwei giành chiến thắng với kết quả 7-3. Trước khi giải diễn ra, đoàn Iran được giới chuyên môn đánh giá rất mạnh, vì vậy bản thành tích còn khiêm tốn với 1 huy chương vàng,
hai huy chương bạc và hai huy chương đồng trong 3 ngày đã tạo ra một áp lực không nhỏ cho họ trong ngày hôm nay. Dù đánh giá cao các đối thủ, nhưng đoàn Iran cũng cho thấy sự quyết tâm khi đề ra mục tiêu giành được huy chương vàng ở hai hạng cân tham dự. Giải đấu này có chất lượng rất cao vì các đội tuyển có chất lượng như Trung Quốc, Iran, Hàn Quốc, Venezuela. Chính vì vậy, chúng tôi sẽ gặp không ít khó khăn trong việc giành huy chương. Hiện chúng tôi mới chỉ giành được một huy chương vàng, hai huy chương bạc và hai huy chương đồng. Trong ngày hôm nay, chúng tôi có hai vận động viên tham gia thi đấu ở các hạng cân dành cho nam. Chúng tôi sẽ cố gắng thi đấu tốt và hy vọng giành được huy chương vàng. Màu da toàn thân khó mà trắng như da mặt. Sử dụng trắng da Vaseline Healthy White với vitamin B3 và màng chống nắng 3 tác động giúp da toàn thân trắng hơn và rạng rỡ như da mặt. Da trắng hơn chỉ trong 2 tuần. Dove hay sữa, sản phẩm nào nuôi dưỡng làn da tốt hơn khi tắm? Sữa tắm Dove hoàn toàn mới, đột phá với phát minh Neutral Moisture, giúp nuôi dưỡng làn da từ sâu bên trong, khiến làn da càng mịn tràn đầy sức sống, nuôi dưỡng làn da và dưỡng ẩm tốt hơn cả sữa. Sữa tắm Dove mới. Hôm nay đoàn Việt Nam chỉ tham gia tranh tài 3 trên 4 hạng cân, gồm nam dưới 80kg, nữ dưới 73kg và dưới 63kg. Dù phải gặp đối thủ rất mạnh như Mỹ, Trung Quốc ở những trận đấu loại, nhưng các vận động viên Quân đội Nhân dân Việt Nam cũng cho thấy khát khao chiến thắng. Kết quả cuối cùng, bản thành tích của đoàn Việt Nam đã được bổ sung một huy chương đồng của vận động viên Kim Linh ở hạng cân nữ dưới 73kg. Trước đó, trong trận thi đấu đầu tiên ở hạng cân dưới 58kg của nam, mặc dù đầy quyết tâm và liên tục bám đuổi về điểm số, nhưng Nguyễn Châu Duy đành thất thủ 8-9 trước đối thủ người Mỹ là Georgie Schaefer. Chiến thuật thi đấu hợp lý, không bù lại được sự thua kém về mặt thể lực của Nguyễn Châu Duy. Venezuela được xem là hiện tượng của giải năm nay. Trong 3 ngày thi đấu vừa qua, họ đã liên tục góp mặt ở các trận tranh huy chương vàng và huy chương đồng. Thế nhưng, các vận động viên Venezuela chỉ giành được một huy chương bạc và một huy chương đồng. Chính vì vậy, họ đã quyết tâm rất cao trong ngày thi đấu cuối cùng này. Ngoài ra, các vận động viên của các đoàn Đức, Maroc cũng có sự bứt phá rất lớn ở những hạng cân dành cho nam. Sau 4 ngày thi đấu sôi nổi, giải Taekwondo Quân sự Thế giới lần thứ 21 đã kết thúc thành công. Trung Quốc giành vị trí nhất toàn đoàn với thành tích 11 huy chương, gồm 8 huy chương vàng, 1 huy chương bạc và 2 huy chương đồng. Đoàn Iran xếp vị trí thứ 2 với 3 huy chương vàng, 2 huy chương bạc và 2 huy chương đồng. Vị trí thứ 3 thuộc về đoàn quân sự Đức với thành tích 1 huy chương vàng, 3 huy chương bạc và 2 huy chương đồng. Đoàn Quân đội Nhân dân Việt Nam xếp vị trí thứ 7 với 1 huy chương bạc và 3 huy chương đồng. Thành công của giải không chỉ dừng lại ở chất lượng chuyên môn mà được khẳng định ở mọi phương diện. Trong đó, tinh thần thượng võ, hữu nghị, đoàn kết được chung tay vun đắp trở thành thông điệp xuyên suốt mọi hoạt động. Đó cũng là chiến thắng, là niềm vui chung của tất cả các đoàn tham dự. Gần 300 vận động viên quân sự hàng đầu thế giới đến từ 30 quốc gia và vùng lãnh thổ. Những màn tranh tài hấp dẫn, những pha võ thuật đỉnh cao, tất cả sẽ có trong giải Taekwondo Quân sự Thế giới 21, lần đầu tiên tổ chức tại Việt Nam, sự kiện thể thao lớn nhất của quân đội từ trước tới nay. Sau 4 ngày diễn ra sôi nổi, quyết liệt và đầy kịch tính, giải Taekwondo Quân sự Thế giới lần thứ 21 đã bế mạc vào chiều qua 25 tháng 10 năm 2012.
Đây là giải đấu có quy mô lớn nhất từ trước tới nay với hơn 210 vận động viên thuộc 30 đoàn taekwondo quân đội các nước và vùng lãnh thổ tham gia. Để tổ chức giải đấu này, nước chủ nhà Việt Nam đã có sự chuẩn bị về cơ sở vật chất từ nhiều tháng qua. Đặc biệt trong 2 tháng 9 và 10, ban tổ chức đã huy động toàn bộ cán bộ chiến sĩ thuộc ban và vận động viên làm việc liên tục. Trong suốt cái tháng 9 vừa rồi, thì ban giám đốc chúng tôi đã huy động là toàn thể cán bộ chiến sĩ, thậm chí là cả vận động viên của các đội thể thao, không kể là ngày thứ Bảy và không kể cả ngày Chủ nhật, tiến hành là sửa chữa các cái phòng chức năng của nhà thi đấu khu 7 và câu lạc bộ võ thuật. Công tác đón tiếp, sắp xếp chỗ nghỉ ngơi, tập luyện cho các đoàn cũng được ban tổ chức hoàn thành từ rất sớm. Đại diện ban tổ chức đã túc trực 24/24 tại sân bay Tân Sơn Nhất để sẵn sàng đón tiếp và hướng dẫn các đoàn đến tham dự giải. Hello. Xin chào các bạn Việt Nam, tôi rất vui khi được đến đây và tham dự giải đấu này. Tôi đánh giá cao công tác chuẩn bị của các bạn, từ việc đón tiếp, sắp xếp khách sạn hay việc di chuyển của chúng tôi đã được các bạn thực hiện rất chu đáo. Tôi rất hài lòng về sân tập. Công tác tổ chức của các bạn rất tốt. Chúng tôi đánh giá cao sự giúp đỡ của các bạn dành cho chúng tôi từ khách sạn di chuyển. Một lần nữa, chúng tôi đánh giá cao tất cả nỗ lực và sự giúp đỡ của các bạn đối với đội tuyển quốc gia của chúng tôi. Việc điều hành tổ chức giải với 234 trận đấu ở 16 hạng cân trong 4 ngày diễn ra quả là một áp lực không nhỏ với ban tổ chức. Thế nhưng với tinh thần làm việc hết mình, ban tổ chức đã khiến các đoàn tham dự hài lòng. Tôi muốn nói rằng, giải năm nay đã có chất lượng rất cao. Để có được sự thành công đó, công tác tổ chức là rất quan trọng. Tôi vô cùng ngưỡng mộ Quân đội Nhân dân Việt Nam đã tổ chức giải Taekwondo Quân sự Thế giới lần thứ 21 hết sức thành công, từ khâu kế hoạch đến công tác điều hành tổ chức giải. Khả năng tổ chức của các bạn rất tốt, tốt nhất trong những ủy ban mà chúng tôi từng làm việc. Buổi khai mạc rất đẹp mắt. Màn biểu diễn Taekwondo rất hấp dẫn, tôi rất thích. Các bạn đã lên kế hoạch và tổ chức mọi việc rất tốt. Chúng tôi đã nhận được sự giúp đỡ rất nhiều. Các bạn đã lo cho chúng tôi mọi thứ cần thiết, từ nước uống, thức ăn mỗi ngày. Tôi có thể nói là mọi thứ đều rất tuyệt. Việt Nam đã tổ chức rất tốt sự kiện này. Không chỉ hài lòng về công tác tổ chức giải, nhiều vận động viên cũng mang ấn tượng tốt đẹp về con người và đất nước Việt Nam. Tôi xin gửi lời chào của nhân dân Venezuela đến các bạn Việt Nam. Chúng tôi vẫn là người bạn tốt của Việt Nam. Tôi rất vui khi đến Việt Nam tham dự giải Taekwondo Quân sự Thế giới lần thứ 21 và thật tuyệt vời khi nhận được huy chương vàng tại đây. Tôi vui vì được gặp nhiều bạn mới, khám phá một nền văn hóa mới của thế giới rất tuyệt. Với khẩu hiệu hữu nghị thông qua thể thao, ban tổ chức giải muốn gửi đến các nước tham dự một thông điệp về tinh thần đoàn kết.